cyanur và công an thái. Cyanur là chất độc còn nó độc thế nào thì 99% đám chúng ta không biết, bởi chẳng ai dám liều nếm thử. Toi ngay. Công an thái tức là cảnh sát Thái Lan. Họ kết luận trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ rằng 6 người Việt và gốc Việt chết do uống phải nước lọc có cyanur bởi một người trong bọn lén bỏ vào, nguyên do nợ nần nhau không trả. Tôi không tin cái kết luận của họ, nếu bảo rằng đám sáu người kia uống bia. Dô dô thì còn tin đã có sự trúng độc cùng lúc chứ uống nước lọc. Ai uống đồng loạt bao giờ? Mà Sianua liều cao, chứ không phải hàng chợ như ở Đồng Nai, nghe nói cực độc, nhấm phát chết ngay. Sẽ có người chết trước, người chưa uống phát hiện ra chạy mất dép chứ ở đó mà nhận nha chết. Cha bố mấy ông thái xạo. Thế mà có người khen nó giỏi, điều tra nhanh, báo chí xứ ta đăng rằng chủ nợ bị giật nợ một triệu bạc nên con nợ hẹn sang Nhật, rồi qua đó để thương lượng trả, nên chết. Ôi giời, một bạc bằng gần 800 đồng một triệu bạc bằng 800 triệu đồng, chưa đủ mua chiếc xe ô tô điện. Nói tóm lại, công an Thái kết luận do nợ nần cũng rất khó tin. Hình như các bạn Thái chỉ cốt làm nhanh cho yên chuyện. Liên quan tới Việt Nam, kéo dài chi cho rắc rối. Và lại còn để hút khách du lịch. Bài học cho cá nhân. Đừng nợ nần, kể cả chủ nợ hoặc con nợ. Chết có ngày. Sia nua giờ sẵn lắm. Thông cào, điều tra viên ấp.